trường á, nói cho mấy con lấy cái dùng sao cái thau vậy? Ăn từ từ đã, từ từ coi sao nè. Rồi, đã từ được chưa? Mình chặt rồi. Không chung anh biết về cái cái đờ anh biết. Mình bóp cái chỗ nào đau không? Nó bị ê rồi. Ok, giờ mình thẳng chân ra cái. Không chặt được. Đủ sàn nền nó trơn. Trơn. Bây giờ có chỗ nào đau không nè? Bóp cái chỗ nào đau không nè? Chỗ nào đau không? Nó đang tê không? Nó tê rồi. Ok rồi, rồi anh. Đứng lên. Mai mình chân ảnh dài á. Anh đứng lên cái có cảm giác đỡ lên. Này nó trơn. Ok rồi, không sao đâu. Chào ông Minh. Không sao chú. Mai này nó trơn quá. Trơn. Nó chừng nhớt à. Cho nên á, chỗ đó là mình đi phía trước. Dịp quắn dây. Quắn về phía này nè. Dây phía máy nó mới đẹp. Dạ. Chưa, rồi em cởi cái nón cái áo nè, em quăng lên luôn. Dạ rồi. Xong mình em ơi quay cái nón đó đằng sau, cái nón đằng sau. Em vui á Diệp, em dạ. Nha. Dạ. Quăng nghe không? Dạ. Thôi làm phép anh. Ok em anh.